Xin chào bác, có trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Specialized AZ của ta, mẫu xe đạp khung nhôm và được chạy một bộ chuyển động group Shimano Tiagra, cực kỳ cao cấp trong trong dòng Shimano xe đua. Xe đạp khung nhôm thương hiệu Specialized, cực kỳ là vừa là quen thuộc với các bác chơi xe lâu năm, thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Pháp. Từ Mỹ, một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Mỹ, cho ra đời những chiếc xe mà rất là chất lượng. Xe sổ lai toàn bộ khung làm từ nhôm, xe tổng thể thì còn rất là mới, đánh giá cái độ mới của chiếc xe phải khoảng 85-90%. Nước sơn ghi xanh rất là thể thao và trẻ trung, rất là đẹp. Như là xe là không có vết xước nhỏ là đáng kể. Các bác thấy trên hình thể rất là đẹp, xe handmade in Taiwan, được làm Hàn, tất cả được dựng bằng tay, bằng tay theo của người Hàn, không phải là máy móc, không phải tiếng cáp, rất là tỉ mỉ vì những cái mối Hàn, nó không bị thu như là máy công nghiệp quá. Biết từ Đài Loan, sản xuất là một tay từ Đài Loan, thương hiệu Mỹ. Chạy full bộ group Shimano Tiagra, chuyển động Tiagra, tới 10 lít 2 đĩa cho 20 tốc độ, phanh 3 mảnh theo xe, bánh tự chấm xi. Tay lắc của chiếc xe cũng được trang bị bộ tay lắc của Tiagra, 10 speed đây, cái này là 2. Rồi, bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe mà em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Sai xem đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm, rồi khóa yên đến tâm cổ phốt là 50 cm, rồi xe phòng các bác đi từ khoảng 1m61-62 đến khoảng 1m75 thì phù hợp. Chuyển động xe vào ra, chuyển nít hai chuyển đĩa, chuyển động cực kỳ là mượt mà, nhẹ nhàng êm ái. Chiếc xe này đang bán bên em mức giá chỉ có là 14.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.